Kim Dami, cái tên vừa lạ vừa quen của ngành phim ảnh xứ Hàn. Lạ là bởi số lượng phim cô đóng chưa nhiều, lại hiếm khi xuất hiện ở màn truyền hình. Nhưng cô cũng là một diễn viên quen thuộc trong nhiều bom tấn điện ảnh và được khán giả chú ý khi tham gia Itaewon Class. Tuy sở hữu gia tài phim không mấy khổng lồ, nhưng với năng lực diễn xuất của mình, Kim Dami đã chứng tỏ mình là một tân binh quái vật của màn ảnh xứ Củ Sâm. Hãy cùng theo dõi bước đường sự nghiệp của cô tính đến tầng lớp Itaewon nhé! Kim Dami, mê mẩn diễn xuất muôn vẻ của nàng tắc kè hoa. Ma mới hay ma cũ của điện ảnh xứ Hàn? Để vào vai đả nữ Cho Ji-so. Chính thức gia nhập đường đua màn ảnh nhỏ xứ Kim Chi, nữ diễn viên xinh đẹp Kim Dami đã chào sân năm 2020 bằng vai nữ chính Cho Ji-so trong siêu phẩm truyền hình Itaewon Class. Với gương mặt búng ra sữa kết hợp với lối diễn đầy cá tính, Kim Dami đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của không ít khán giả trẻ. Đến với Itaewon Class vẫn được trao tay vài nữ sinh trung học, Kim Dami lại một lần nữa lột xác với hình ảnh khác biệt. Vẻ bất cần của một đứa con gái mắc bệnh tâm lý, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, trí thông minh siêu đỉnh, tính cách ngang tàn. Đây thực sự là vai diễn khác hẳn những mẫu nhân vật thường thấy trong phim Hàn. Thế nhưng, không chỉ thể hiện hoàn hảo độ điên đó, nữ diễn viên còn mang tới sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trong công việc và tình yêu với ông chủ Park Seo-ji do Park Seo-jun thủ vai. Từ một thiếu nữ vô cảm, Kim Dami dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, cảm nhận được sự thay đổi tích cực qua từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của chính người đã từng chỉ muốn trái đất diệt vong khi quá mệt mỏi với hiện thực. Xem những phân cảnh Dami đóng trong phim, khán giả chỉ còn biết vỗ tay đen đét trước những phát ngôn chất như nước cất. Thích thú với mái tóc hai màu siêu nổi và những quyết định chính xác, những hoài bão rõ ràng của Cho Ji-so. Và càng thích cô nàng nữ chính này bao nhiêu, người xem lại càng khen ngợi nữ diễn viên Kim Dami bấy nhiêu. Đôi mắt trong veo nhưng có thừa cương nghị, gương mặt xinh đẹp kiểu cá tính đã giúp Kim Dami như sinh ra để đóng vai Cho Ji-so vậy. Lần đầu tiên đảm nhận vai chính trong một bộ phim truyền hình, có thể nói Kim Dami đã làm cực tốt nhiệm vụ của mình khi gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Công chúng vốn đang ưa chuộng những nữ cường mạnh mẽ trên màn ảnh thay vì những nữ nhân vật yếu đuối như trước. Chính vì vậy, vai diễn Cho Ji-so trong tầng lớp Itaewon chính là lựa chọn đúng đắn nhất của Kim Dami. Chỉ với một vài siêu phẩm được thể hiện bởi tài năng mang tên Kim Dami, nhưng mà cô nàng đã và đang khẳng định được tên tuổi của mình trong lòng công chúng. Hy vọng rằng nữ tân binh trẻ Kim Dami sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình nhé. Tiếp tục ủng hộ cho Dami thôi nào!